Hôm nay mình đi Tây Ninh nha, đi Tây Ninh ngoại Úc đổ bánh xèo đại nè, đó, ngoại Úc đổ bánh xèo đó nha các bạn. Trời ơi, hình ảnh này chừng 20 năm sau tụi bay tìm đâu có ra. Chất lượng lắm luôn, cái thao bột đó là bột hương xưa nha. Ở ngoài cho vô là ba cái trứng nè, một lon bia nè, một ký nước cốt dừa luôn các bạn. Ăn một cái là no tới chiều luôn. Đây, đó. Thêm một mớ hành nữa. Còn bên đây là tôm và thịt vịt, ngoại xào sẵn nè. Bên kia là măng nha. Còn giá nữa ngoại ơi. Đó, ngoại xèo đó. Anh có lắc chảo không ngoại? Đó. Ngoại già nhưng ngoại còn xịn lắm, ngoại đổ bánh xèo nè, đó. Vào đầu một cái đầu tiên hả ngoại? Cái đầu tiên là cái thử nha các bạn, thử bột. Thử bột. Ngoại, ai ăn bánh xèo này là phải nhớ bà ngoại Úc Tây Ninh nha. Cái thao giá rồi không bưng giá xuống cho ngoại luôn, dạ ăn giá cho mát cổ ngoại ơi. Mình không có đậy nắp lại không ngoại? Cái này là cái thử. Ôi coi kìa, cái kìa. Đã không? Không có đâu, mười không có cho quay chỗ ấy đâu, chỗ đọc đâu. Mười biết mà. Mẹ nó có yếu ha. Cưng lắm. Mày mai mốt quá hả? Mày già mày dở cái khúc phim này ra mày coi nha mày. Mười bắn qua em được không? Được. Gửi qua. Nhưng mà sợ mình vô kênh thì nó còn hoài. Còn mình không vô kênh thì có nhiều khi mình mất điện thoại là mất luôn á. Vì chị bị mất cái khúc phim của dì Hai đó, Nguyên nó làm được, mất điện thoại mất luôn. Còn vô kênh là nó còn hoài đó. Dì Hai đem lên đây. Bỏ nè, có điện thoại dì Hai đem lên đây để em cầm lấy cái kia. Mất luôn đó. Cho nên người già mình lưu lại chút xíu kỷ niệm cho vui vậy đó. Hình ảnh mà, hình ảnh mẹ Hiền mà, mẹ Hiền Tây Ninh rồi nha. Đó. Con cháu tới là phải bày ra như vậy đó. Mong cái khúc phim này đi tới Mỹ cho Mỹ thấy luôn đó, bà Út Tây Ninh đó. Thế nào cũng thấy hà, nhưng mà mẹ Út Tây Ninh con cháu tới là bày biện vậy lắm, một tuần lễ là lên khoảng 3-4 kg luôn á các bạn, đãi dữ lắm luôn, mỗi ngày mỗi món luôn á. Trời ơi, tôi kêu nó ngày mai mua cái đu bò vậy tôi làm mà. Ôi trời ơi, hầm măng hầm đậu xanh với đậu xanh cho mấy bạn cho biết. Trời ơi, đuôi bò hầm đậu xanh hả? Ăn cho lên cân chơi ha. Có đó ăn có bún gì không ngoại? Ăn mát hả? Thôi ngày mai mình được khúc phim đuôi bò hầm đậu xanh nữa nha. Cái này là ngoài đó. Có chứ, trời bệnh đó các bạn. Bệnh đó.
nhưng mà cũng cố gắng làm. Ừ, nó mua mấy cái bò làm gì luôn. Chay là chay, mặn là mặn. Trời ơi, thôi chị không ăn đâu, ăn vậy được rồi. Ăn vậy được rồi, bớt là Dũng ơi. Ăn nhiều quá. Được cái rồi đó, bà ngoại thử thử bếp nha. Thử bếp rồi thử chảo nha. Hình ảnh đổ bánh xèo của bà ngoại. Lân ơi, lấy cho ngoài đôi đũa nữa. Mày đi lại đi, bước lại đi, bước lại. Bà ngoại thương con thương cháu lắm, trời ơi, thật bà. Đến lại bà là ăn ngập mặt luôn đó các bạn. Đi thăm bệnh mà bác đánh cho ông xèo cho. Đi thăm bà bệnh mà bây giờ bác bà đổ xèo cho ăn. Chuyện lạ có thật mà. Mày bỏ rau ra đi. Nghĩ nó chờ kìa cho nó ăn nó đi. Đem ngoài ăn. Đem ngoài ăn hả? Hả? Con ăn đây xong đem ngoài rồi con đi bên kia. Đi ngoài. Yêu nó về nó ăn mày ơi. Đổ đây, dòng bò, cái chưa đủ ăn. Không, tụi con cái bụng còn no lắm, cho nó ăn trước đi. Trời ơi. Thôi con, nè. Nghĩa. Thôi không ăn trước đâu bà. Bà nói vậy nó đi rồi kìa. Thôi, chị nói gì nói vậy, tội nghiệp nó. Nghĩa ơi. Chính là con ăn trước rồi, mà chưa có ăn giờ đâu. Cái bụng tôi còn no dữ lắm. Bà ngoại nói chơi mày giận thiệt hả mày. Không không, nhìn mừng chưa có ăn con. Chưa có ăn bây giờ. Chưa có ăn bây giờ đâu con ơi. Vì mười ăn no quá rồi, tao không có ăn bây giờ đâu. Không có đổ cho Nghĩa ăn đâu chứ, bà nói chơi. Mày lên mày tiện nó đi. Vì bà ngoại nói chơi mày nói giận thiệt sao. Bà ngoại á hả là đổ cho Nghĩa ăn trước đó, vì mười chưa có ăn bây giờ đâu. Vì chín còn ngủ kìa. Mày lên nói nó đi cho nó ăn đi. Không có ăn đâu, vì mười không ăn đâu con. Ơ tánh còn sữa lắm, mặt nó sữa lắm, mặt còn trẻ. Nhưng mà đừng có giận vậy con, nó đi mua cơm mới ăn nó vô. Cho nó vài cái cho ra ngoài nó ăn. Bà ngoại nói chơi mà nó tưởng thiệt rồi. Ăn thử là cái vừa bột không? Nếm thử coi vừa bột không? Không. Nghĩa nó không ăn, tao ăn tao không ngon. Bột vậy được rồi đó dì Út. Bột vậy ngon rồi đó. Nhưng mà vậy là nó đi luôn đó hả ngon luôn. Trời ngoại. Ngoại nói vậy chi ngoại. Tôi đâu có ăn gì. Thôi kệ nó ngoại ơi. Cho nó ăn đi. Nó ăn đã sao. Điều cực là xuống ta cho nó đi ăn liền. Thôi đừng quay xả cho tới nè. Thôi xả. Ngồi bên đây.